khi giặc Hầu Nhân Bảo bao vây vào cổng thành, Du Lương Võ Đế nghĩ mình đã từng có công với đạo Phật, ông đã cho xây 72 cảnh chùa và độ biết bao nhiêu tăng chúng tu hành. Do tin ở những công đức này mà kinh sách phát triển đã dạy, ai làm những công đức như vậy sẽ được phước báo vô lượng, và người nào tu hành nhẫn nhục ba la mật sẽ có công đức rất lớn, có chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, nên vua và các quan tụng kinh niệm Phật cúng bái cầu khẩn thì chắc chắn chư Phật và chư Bồ Tát cùng với những công đức tu hành của chúng tăng hợp lại thành một sức mạnh vô lượng và sẽ đẩy lùi giặc. Lòng tin mê muội mờ ám của vua quan nhà Lương đã bị kinh sách phát triển lừa đảo mà không biết, cứ tin theo lời dạy trong kinh sách phát triển chư Phật và chư Bồ Tát sẽ đuổi giặc, nên không lo chiến đấu. Vua và các quan cứ lo gõ mõ tụng kinh cầu chư Phật gia hộ cho giặc lui quân, không ngờ thành dở, giặc bắt vua quan nhà Lương giết sạch. Vua quan nhà Lương đã bị Phật giáo phát triển lường gạt, vậy nếu ai cúng dường trai tăng cất chùa xây tháp độ chúng tăng tu học thì công đức ấy vô lượng, không thể nghĩ bàn. Nhờ công đức đó có thể chuyển nghiệp giải thoát khỏi cảnh khổ đau và luôn luôn sẽ được tam bảo gia hộ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, giặc giả bệnh khổ đều chấm dứt. Lúc bị dây thành, sao chư Phật và công đức của chúng tăng không hợp lại để cứu vua Lương Võ Đế thoát cảnh giặc bắt giết như đã cứu bà Thanh Đề trong địa ngục A Tỳ vậy? Thời Đức Phật còn tại thế, vua Bình Sa Dương là một vị vua cư sĩ rất sùng đạo Phật nhất. Ông đã cất tịnh xá Trúc Lâm cúng dường cho Đức Phật và chư Thánh Tăng. Hàng năm 3 tháng an cư kiết hạ, ông đã cúng dường trai phạn đầy đủ Phật và 1250 chục vị tỳ kheo. Công đức cúng dường ấy đâu phải nhỏ, thế sao ông bị A Xà Thế cướp ngôi, cầm tù và bỏ đói cho đến chết? Phật và chư Thánh Tăng lúc bấy giờ là những bậc tu chứng đạo mà còn cứu không được, huống là bây giờ Đức Phật và chư Thánh Tăng đều nhập diệt hết. Bởi vì luật nhân quả rất công bằng và công lý, nếu ai làm ác thì phải thọ tội, không có một Đức Phật, một Đức Thánh Tăng nào giải cứu họ được. Trừ ra chỉ có chính kẻ làm ác đó phải tự cứu mình bằng những hành động thiện thì mới thoát khổ. Vua Bình Sa Dương đã tạo nhân quả ác trong quá khứ thì hiện giờ ông phải thọ quả khổ bị giặc cướp nước và giết chết. Không thể lấy sự cúng dường hối lộ của ông mà Đức Phật và chư Thánh Tăng cứu ông được. Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng của luật nhân quả nên không cứu độ ai hết. Cho nên Đức Phật chỉ có dạy cho mọi người phải nhìn thấu suốt lý và luật của nhân quả để tránh làm những điều ác, thường làm những điều thiện, chính là để không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là để vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình. Vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình là đã thông suốt lý duyên hợp của nhân quả. Thông suốt lý duyên hợp của nhân quả tức là quét sạch màn vô minh. Quét sạch màn vô minh tức là tri kiến giải thoát. Người có tri kiến giải thoát là người thoát khổ trong kiếp sống làm người, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Muốn được vậy, hành giả phải tu tập giới định tuệ. Tu tập giới định tuệ thì phải tự lực mình, chớ không nhờ tha lực ai được cả. Xét lại trường hợp vua Bình Sa Dương và vua Lương Võ Đế, ta thấy rõ đạo Phật là một tôn giáo rất công bằng và công lý. Không vì người khác cúng dường mình, dù cúng dường của cải, chất như núi như non, mà cứu khổ họ hoặc giải nguy cho họ. Họ làm ác, làm khổ người khác thì họ phải chịu thọ tội khổ bằng những hành vi của chính họ đã làm. Xưa dòng họ Thích Ca đã làm điều ác, phải thọ lấy sự tru di của vua Lưu Ly Dương. Đức Phật và chư Thánh Tăng đều biết và thấu suốt lý nhân quả, nhưng Đức Phật và Thánh chúng không giải cứu, chỉ có ông Mục Kiền Liên. Ông không thể làm ngơ được nên dùng thần thông cứu dòng họ Thích Ca, nhưng hoài công vô ích, chỉ còn một bát máu mà thôi. Đấy là luật nhân quả rất công bằng và công lý. Dù là dòng họ của Đức Phật, Đức Phật cũng không cứu được. Bởi thế kẻ nào tin theo giáo lý phát triển là đã tự giết mình như vua Lương Võ Đế, là phi đạo đức như Quan Âm Thị Kính và Mục Liên Thanh Đề. Đó là những hành động đi ngược lại đạo đức nhân bản và giáo lý của đạo Phật. Cho nên câu chuyện Quan Âm Thị Kính và Mục Liên Thanh Đề là những câu chuyện bịa đặt của các nhà phát triển để lừa đảo tín đồ, tạo cảnh mê tín báo hiếu và anh hùng nhẫn nhục ba la mật phi đạo đức để họ thọ dụng của mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ mà không ai biết.